Trí xin chào cả nhà Thì sau thời gian cô chú anh chị mình nhờ Trí hỗ trợ trên cây sầu riêng Thì hôm nay Trí mới bắt đầu làm Vì cái cây sầu riêng là một cái cây tương đối khó Khó phần lớn là do cái đặc tính, cái cái tính nhỏng nhẹo của cây sầu riêng thôi Và cái sinh lý của cây nó tương đối khó hơn và khó làm hơn cây các trồng, cây trồng khác Do đó Trí hôm nay mới bắt tay vào thì trước tiên là trí xin gửi lời cảm ơn chú sĩ ở khu vực trí sinh sống chú cho mượn cái vườn để làm ở cùng chia sẻ lại kiến thức và kỹ thuật cho cô chú anh chị mình thôi để giúp cho nông dân mình giảm chi phí hơn nữa là cái cây sầu riêng quản lý được tốt và cho năng suất ổn định Đấy, thì đây, trước đây, tiên đây, 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 là trí cùng cả nhà mình đi tìm hiểu về cái sinh lý của cái à, cây sầu riêng thì cái cây sầu riêng này nếu xét về cái độ cao so với mực nước biển cả nhà thì nó rất là phát triển trong cái độ cao từ 30 đến 800 mét so với mực nước biển thì có một số vùng lên cao khoảng 1.200 như vùng Lâm Đồng thì càng lên cao thì cây sầu riêng vẫn lớn vẫn phát triển bình thường nhưng mà sẽ không cho trái cả nhà hoặc là cho trái hoặc là thời gian cho trái sẽ chậm hơn thì cái đó nó liên quan đến cái đặc tính di truyền của giống chứ không phải là chỉ nói như vậy lại có nhiều anh chị nói à tôi trồng chỗ này chỗ kia vẫn được thì cái này nó liên quan đến đặc tính di truyền càng lên cao thì cái cây nó càng chậm cho trái bởi vì nó lạnh càng xuống thấp thì nó càng dễ cho trái do đó anh chị mình thấy là ở cái vùng miền tây tại sao cô chú anh chị mình ở dưới đó làm sầu riêng rất là dễ độ cao có 30, 50 đến 100 mét 200 mét so với mực nước biển nên hai năm làm bông ba lần đó nó hiệu quả nó khác hoàn toàn nên nhiều anh chị nói là tại sao miền tây làm dễ hơn ở tây nguyên khó nguyên nhân là do độ cao với hơn nữa là cái điều kiện thời tiết nhiệt độ nó khác nhau hoàn toàn cả nhà để làm cái bông sầu riêng à, thành công thì ít nhiều gì cô chú anh chị nhà mình cần phải tìm hiểu cái đặc điểm điều kiện thời tiết nhiệt độ ở cái vùng cô chú anh chị mình đang sản xuất đối với cái tỉnh ở tỉnh ở tây nguyên của chúng ta nó có một cái đặc điểm mà chịu ảnh hưởng nặng hơn ở các vùng miền đông nam bộ miền tây nam bộ đó là cái không khí gió đông bắc về thì khi không khí gió đông bắc về có nghĩa là không khí lạnh nó kéo về nó làm cái nền nhiệt à, mặt bằng chung của cái vùng năm tỉnh Tây Nguyên nó hạ thấp xuống. À, có những cái thời điểm mà rơi vào cái giai đoạn phân hóa mầm hoa của cây sầu riêng. Thì nhiệt độ đêm nó rơi xuống còn 13 đến 15 độ. Còn nhiệt độ ngày nó cỡ 25 độ. Thì cái nền nhiệt này là cây sầu riêng nó dừng ngừng ngừng sinh trưởng cả nhà ha. Có nghĩa là nó ngừng phát triển các bộ phận mới đối với cây sầu riêng để phát triển tốt thì nền nhiệt nó dao động từ từ 22 đến đến 30 độ C ở nhiệt độ ngày thì nó sẽ phát triển tốt còn nếu mà nhiệt độ mà dưới mưa dưới 20 độ C thì cái cây sầu riêng của chúng ta là cái quá trình sinh trưởng nó chậm dần ví dụ như chúng ta mà rơi vào môi trường lạnh á chúng ta thấy là chúng ta không muốn vận động thì cái cây trồng nó cũng vậy đó là cái đặc điểm mà ở cái khu vực năm tỉnh tây nguyên hoặc là cái vùng mà chịu ảnh hưởng gió đông bắc thì cô chú anh chị mình cần tham khảo và xác định cái cây sầu riêng chúng ta rơi vào ở vùng nào để có cái phương pháp kéo bông, uh, chặn ngọn kéo bông nó phù hợp thì lúc đó nó mới thành công được. Thì hiện tại nay gió Đông Bắc đang thổi về, nền nhiệt ngày nằm khoảng 28 độ, 29 độ, nền nhiệt đêm nằm khoảng 20 đến 22 độ. Thì với cái nền nhiệt xuống như thế này bắt đầu làm cho cái cây sầu riêng nó chậm, sinh trưởng chậm. Thì một số vườn hiện nay là cây cây sầu riêng trí nhận thấy là cái cây sầu riêng đang đi những cái cơ ngọn cuối cùng. Thì đối với cái vùng lạnh này cả nhà mình cố gắng chiều cái cơ ngọn cuối cùng và hoàn thành cái việc uh, cơ ngọn này, già uh, hóa cái cơ ngọn này nằm cái cơ ngọn cuối cùng ở cả nhà. Cố gắng già hóa trong khoảng đầu đầu tháng 11 có nghĩa là tầm từ mùng 10 đến uh, trước mùng 10 tháng 11 và sau đó chúng ta đưa vào cái cây vào trạng thái nghỉ ngơi. Ở trong trường hợp mà cây sầu riêng nó có dấu hiệu đi ngọn tiếp thì cả nhà mình tiến hành chặn luôn chẳng không cho cây sầu riêng đi ngọn nữa đây là cái khác giữa sản xuất sầu riêng ở cái vùng lạnh và cái vùng ấm hoặc là nóng khác cả nhà nhé trí nhắc lại đây là chỉ áp dụng cho các vùng lạnh cái việc chặn ngọn sầu riêng trước khi ra bông này chỉ áp dụng cho vùng lạnh bởi vì nếu mà cả nhà mình tiếp tục kéo đi thêm một cây ngọn nữa thì nó dẫn tới một cái cơi ngọn đó rất là lỡ cỡ và nó kéo sang khoảng giữa đến cuối tháng 12 thì nó mới hoàn thiện xong cây ngọn đó nên do đó chúng ta tiến hành làm bông cây sầu riêng nó sẽ rất là khó thì sau khi kéo cây ngọn này thành công tầm khoảng mùng 10 đến 15 tháng 11 thì cả nhà mình sử dụng những cái phân bón hoặc là phân bón lá có hàm lượng kali cao để chặn chặn toàn bộ cái ngọn có nghĩa là không cho phát sinh ngọn mới có nghĩa là chúng ta đắp đập trước khoảng 15 đến 20 ngày có khi 25 ngày nếu mà ở vùng lạnh nhiều thì chúng ta đắp đập trước 25 ngày để kết thúc cái thời điểm mưa dầm ở khoảng cuối tháng 11 và chúng ta tiến hành làm bông thì cái việc chặn ngọn này nó có vai trò rất là quan trọng đối với cái vùng à, sầu riêng ở cái vùng lạnh bởi vì chúng ta chặn trước thì giúp cho cái năng lượng được tích lũy ở trong cây nó cao khi năng lượng tích lũy ở trong cây nó cao thì chúng ta tiến hành làm bông thì cái cây nó dễ đi, à, đi kéo kéo mắc cua và đồng thời khi kéo mắc cua xong thì cái năng lượng ở trong cây nó dư thì chúng ta tiến hành kéo ngọn luôn thì nó rất là dễ. Tránh trường hợp như những cái vườn mà nhiều cô chú anh chị mình chia sẻ là khi kéo mắc cua xong chúng ta tiến hành kéo ngọn là ngọn nó không đi. Bởi vì cái lúc đó là không khí lạnh, là cái nhất, cái thứ hai cái năng lượng, cái dinh dưỡng cái tích lũy ở trong ngọn này nó đang ở cái ngưỡng thấp. Chúng ta kéo không bao giờ cái ngọn đi được. Do đó chúng ta cần tiến hành, hành chặn trước để làm gì? Để cái nhựa và cái dinh dưỡng, cái sức khỏe của cái cây sầu riêng nó gia tăng lên sau đó chúng ta kéo cây bông kéo cái mắt cua xong là chúng ta tiến hành kéo ngọn thì cái ngọn nó sẽ đi luôn đó là cái cái hay của việc chặn ngọn ở giai đoạn à, trước khi cây sầu riêng là bông. À trí lưu ý rằng khi cô chú anh chị mình tiến hành là kéo cây cây bông cuối à, cây, cây cây ngọn cuối cùng này cả nhà phải cố gắng là làm sao cái lá những cái lá cuối này chúng ta phải làm sao bảo vệ cái lá to đẹp và bóng thì bằng cách bổ à, lưu ý là thêm là cái à, con rầy xanh hoặc là rầy nâu ha cả nhà. Thì cái vườn này đang bị rầy xanh với rầy nâu là phá này, là lá xoăn này. Đó là cái nhất, cái thứ hai nữa là cái hiện tượng đốm mắt cua này. Cái đốm mắt cua đây là cái dấu hiệu là cái rễ bắt đầu bị thối rễ, thối rễ cám cả nhà. Thì lưu ý cái đó, chúng ta quản lý bằng cách là có thể bổ sung thêm chico đẹp Ma. À cái thứ hai nữa là sử dụng các cái sản phẩm phân bón lá là combi kết hợp với thuốc sông hơi và lưu dẫn để phòng những cái con chích hút ở trên đây. Và dưới gốc là chúng ta cần bổ, bổ sung hữu cơ vì cái cây sầu riêng á, là cái cây lớn rất nhanh cho quả rất nhanh và cái nhu cầu dinh dưỡng rất là lớn do đó cả nhà mình cần sử dụng cái nền phân hữu cơ rất là mạnh và để cỏ giúp cho cái cái việc là thông thoáng cung cấp oxy ở trong đất tốt hơn nếu mà chúng ta bổ sung cái chi cô ma hoặc là cái phân nở hoặc là cái humic thì anh chị mình sử dụng humic là để cung cấp cho cái vườn sầu riêng á thì lúc đó ai sử dụng rồi thì mới biết được cái vai trò và cái hiệu quả của humic trong cái việc duy trì được cái độ xanh độ bền cái 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 độ màu mỡ của cây sầu riêng thì và bên cạnh đó cái giai đoạn này cô chú anh chị mình cần tỉa bỏ hết toàn bộ những cái cành tâm cành thuyền này cho trí thôi để nó tập trung nó đi lụa đi uh, nuôi lá để cung cấp ở bên ngoài bởi vì ở trong này cả nhà là cái cái lá này hầu như là mọi cái lá này cái chồi này nó đang là ăn dinh dưỡng nhiều hơn là nuôi uh, nuôi 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 cái cành và khi nào mình kéo cây bông á là những cái, cái cái cành thuyền này nó ra thì cả nhà mình để luôn để là nó nuôi cái cái chùm quả mình sau này à, còn bây giờ chúng ta bỏ để nó tập trung dinh dưỡng nó nuôi cái tán lá ở ngoài với bên cạnh nữa là cả nhà mình lưu ý là ở trong cái khu vực à, trong cái hình tam giác mà trí chia sẻ trước á, những cái cành nào khuất ánh sáng là nhà mình tỉa đi vì những cái cành đó là những cái cành ăn bám những cái cành nào mà quang hợp được lấy được ánh sáng á thì những cái cành đó sẽ nuôi cây nuôi quả còn những cái căn nào mà lá nào mà không lấy được ánh sáng thì những cái cái lá đó là trở thành lá ăn bám. Cả nhà mình lưu ý cho trí. Thì cái clip hôm nay trí sẽ xin dừng ở đây. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo. Trong trường hợp cô chú anh chị mình quan tâm sử dụng cái sản phẩm Humic thì liên hệ với trí qua số điện thoại 0989703338 để trí chia sẻ là cái sản phẩm Humic của trí đang dùng rất hiệu quả và giá rẻ cả nhà nhé trong clip tiếp theo trí sẽ hướng dẫn cô chú anh chị mình cái phương pháp làm bông sớm cho cái vườn sầu riêng thì những cái vùng nào mà anh chị mình có thể áp dụng được thì anh chị mình áp dụng và hãy cố gắng theo dõi clip để nhà mình áp dụng tốt cho vườn sầu riêng